Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Em Toàn đang ở cửa hàng đồ cũ của Nhật Bản. Đấy, như trên tay em Toàn đang có một chiếc đèn cổ nhé mọi người nhé. Đèn cổ. Đây, như cái mặt này của nó toàn bộ gắn bằng đá nhé mọi người. Đây, mời tất cả anh em xem ở bên trong. Toàn bộ bằng đá nhé mọi người nhé. Đây này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là ok luôn. Em nghĩ cái này là đúng rồi, bằng đá nhé mọi người nhé. Toàn bộ bằng đá luôn, rất là đẹp. Đây, mặt ngoài của nó đây. Đấy, các bác thấy chưa, rất là đẹp luôn. Đây, các bác xem. Đây là cái chân đèn của nó. Đây, mà các bác xem, chân đèn cũng bằng đá này. Mặt trong nó đây mọi người này. Đây, mời các bác xem mặt trong của nó. Đấy, rất là đẹp luôn. Trên này, cái cần này thì bằng sắt rồi mọi người, không phải bằng đồng nhé. Em tưởng bằng đồng nhưng mà không phải, khả năng không phải bằng đồng, bằng sắt. Cái này bằng sắt, rất là đẹp luôn. Đây, em xin phép là em test cho các bác xem cái bóng điện ở bên ngoài trước nhé. Đấy, đây là đèn nó đây mọi người. Ở dưới chân này cũng có đèn, bên trên này có đèn. Trên này có hai bóng đèn to và một bóng đèn nhỏ. Đây, như em vặn ở đây nhé mọi người nhé, thì nó sẽ sáng dần. Đấy, nó sẽ sáng dần nhé. Nó tùy vào mình cái núm vặn này nhá. Em quay sát cái núm vặn này cho mọi người xem này. Thôi không cần. Đấy, đây là cái núm vặn này. Đấy, các bác vặn to thì nó sẽ sáng, và vặn nhỏ là nó sẽ sáng nhỏ. Rất là đẹp luôn. Em xin phép em đo chiều cao của cái thân đèn nhá. Chiều cao của nó là 62 nhá mọi người nhá. Chiều cao lên đến đây là 62. Cái này rất là nặng luôn các bạn. Nặng lắm. Nó bằng đá mà. Đây các bác, cái mặt của nó này, cái mặt này của nó là 42 này, mặt này nó nhỏ hơn một chút là 40 này, cái này nó bị méo nhá mọi người nhá, 40. Đấy, rất là đẹp. Thôi em chụp nó lên để em bật điện cho các bác coi. Ở đây nó ánh sáng thì nó không được nhiều. Đây là cái núm vặn của nó nhá mọi người nhá. Khi chụp này lên em sẽ vặn này vào này. Đấy, bây giờ em sẽ test điện cho mọi người xem nhé. Đấy, đây là tắt đi rồi. Em bật đây này, nó sẽ sáng dần lên này. Em vặn từ từ nó sẽ sáng dần. Đấy, như này là nó đã sáng rồi. Mà em vặn hết nó sáng rực lên luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Ánh quá là tuyệt vời luôn. Đây, em xin phép là em quay sát lại cho các bác xem. Đây nha các bác nhá. Đây, mời tất cả các bác chiêm ngưỡng cái đèn ngày xưa, đèn cổ nó đẹp như nào. Một cái bóng đèn rất là đẹp luôn. Toàn bộ đây là bằng đá, quá là tuyệt vời luôn các bác. Em thấy là một cái này quá xuất sắc luôn. Đây, bên dưới này cũng là đá này mọi người này. Đấy, đây nhá, em cho các bác xem nó, cái này nó vẫn còn nguyên bản luôn nhá. Đây, hiệu của nó này, Made in Taiwan nha mọi người nhá. Taiwan. Đấy, còn nguyên bản luôn, rất là đẹp. Đây, như các bác quay này này, các bác quay này thì là nó sẽ tối đi này, tối dần này. Đấy, đây là tắt đi này. Vì khi nào nó bật nó lên này, quay lên nó sẽ sáng dần lên này. Đây em quay nhá, em quay cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ sáng dần lên như này. Đấy. Nhưng mà hôm nay em thấy nó ở cửa hàng, em thấy đẹp, em làm video, em đăng lên kênh YouTube. Em bác nào mà ưng ý sản phẩm nào thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em sẽ xuống, em sẽ dinh chiếc này về gửi về các bác. Quá là xuất sắc luôn, đẹp. Rồi, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người xem video của em mà thấy hay thì mọi người nhớ like và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ em nhé mọi người nhé. Em sẽ đăng lên, mà các bác nào ưng ý thì các bác cứ liên hệ với em Toàn. Rồi, em xin chào mọi người.